môi trường mà mình đang theo học tại Trung Quốc này. Rất mong các bạn hãy share và like để ủng hộ clip của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Đây là cái nhà ăn thứ hai, là nhà ăn phía Tây. Mình thường đi ăn cơm trưa ở đây, tại vì ở đây có nhiều món mình cảm giác là những người không ăn cay được như mình có thể ăn được ấy. Mình cũng hơi kỹ tính trong việc ăn uống nên là mình thấy cái nhà ăn này cũng không tồi. Nó cũng sạch sẽ như cái nhà ăn phía Đông và cũng đẹp. Thậm chí các bạn có thể ra cái công viên này ngồi và ăn cơm. Nhưng mà trời mùa đông này thì không nên, tại vì rất là lạnh. Tay mình cầm điện thoại quay cho các bạn cũng đã đông cứng hết rồi. Nó cũng to gần như là bằng cái nhà ăn phía Đông. Các anh chị đã về hết rồi. Ôi lạnh quá. Mình không thể ở vào thư viện được. Mình có một lần mình quên mang thẻ và mình đã đi cùng bạn mình vào. Thực ra khi bạn mình bước qua cái cửa nó mở ra rồi, xong bạn mình bước vào nó đập tức đóng ngay vào. Lúc ấy mình bước vào thì bị hai cái cánh cửa đập dập một phát. Mình đã bị tím cái đùi suốt hơn một tuần liền. Nên là mình sợ rồi. Mình không thể nhờ ai cho mượn thẻ được. Không thể ai ra hết. Làm như là gì? Thôi. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái túi quà của mình vào lúc gần nhất nhá. Vào thời gian gần nhất nhá. Vào cái thư viện này thì phải thật sự tuyệt đối im lặng. Có một lần mình vào học thì nói chung là mình nghĩ nơi này thì rất lý tưởng cho những bạn để học. Vì ở trong đây ấy, tiếng phát ra chỉ là tiếng giở sách thôi. Cực kỳ là yên tĩnh luôn ấy. Có vài lần mình đã vào đấy ngủ. Chỗ ấy cũng là chỗ lý tưởng để ngủ ấy các bạn. Đằng xa kia chính là cái cổng lớn thứ hai. Mình rồi đi bộ qua nên các bạn thông cảm nhá. Mình sẽ không đi ra đấy nữa.
đây cũng là phần kết thúc của cái clip này. Rất mong các bạn hãy like, share và comment giúp mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Xin chào Việt Nam.